Xin chào các bác có niềm đam mê làm vườn, đam mê làm cây cảnh trên toàn quốc. Thì lời đầu tiên trong cái video này cho em sau dụng cụ nông nghiệp xin gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đang xem video. Trước khi đi vào phần chính của video thì em xin nói qua sơ qua về shop của em và cách thức giao dịch cho các bác dễ tìm hiểu. Shop của em thì chuyên các dụng cụ làm vườn, làm cây cảnh, làm bonsai, các loại kéo cắt cành, các loại kéo tỉa cành, các dụng cụ làm vườn. Đấy, các bác muốn mua hàng thì có thể gọi điện trực tiếp vào cái số điện thoại em để ở góc trái màn hình, hoặc là comment một ở dưới phần bình luận thì em sẽ có nhân viên tư vấn gọi điện chốt đơn báo giá cho các bác về các vật tư, các sản phẩm. Thì trong video ngày hôm nay thì đây em giới thiệu cho các bác, đây là cái mốc kéo đến từ thương hiệu tốt của Đài Loan các nhá. Đây là mốc kéo cắt cành đến từ thương hiệu tốt của Đài Loan. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đây là mốc kéo khi các bác nhận được hàng các nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ mở hộp ra và giới thiệu cho các bác về cái mốc kéo này nhé. Đây là một cái mốc kéo tốp các bác nhá. Đây là mốc kéo tốp. Đấy. Đầu tiên là về phần tay cầm các bác nhá. Phần tay cầm này. Tay cầm được làm bằng nhôm các bác nhá, cực kỳ là bền bỉ luôn. Đấy. Ở giữa đây thì nó có cho các bác là một lò xo trợ lực nhá. Đấy. Phía bên trái một chút, đây là các bác để ý này, đây là cái chốt để đóng mở khóa kéo này. Đấy. Các bác mua về thì muốn đóng mở khóa kéo thì chỉ cần gạt cái chốt này ra thôi. Đấy, rất là dễ dàng. Đấy. Tiếp theo đây là về cái phần lưỡi này các bác này. Lưỡi này, lưỡi làm lưỡi thép nhá. Có logo top in chìm này. Đấy, cực kỳ ấy luôn. Lưỡi thép cực kỳ bền bỉ, cắt cực kỳ là sắc bén luôn các bác nhá. Cố định ở giữa cái phần đây, cái lưỡi, hai cái phần lưỡi kéo này. Với phần tay cầm, đây là có bốn con ốc các bác nhá, hai con ốc bên này và hai con ốc bên này. Cố định lại giúp cái phần lưỡi kéo và cái phần tay cầm luôn chắc chắn các bác nhá. Nó không bị rung lắc này. Cảnh đấy, cắt cực kỳ là chắc chắn. Ở giữa đây thì nó có cho mình là một con ốc rất là to các bác nhá. Đây là một con ốc rất là to. Cái khi mà các bác sử dụng một thời gian dài ấy thì nó sẽ có một cái tình trạng nó là lỏng, các bác chỉ cần vặn lại cái em rút như này. Đấy. Vặn lại cái ốc ở đây. Đấy, nó sẽ rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn, các bác yên tâm. Đấy. Bây giờ thì em sẽ thử cắt qua một cái cành cây cho các bác xem về cái độ thử cái độ sắc của nó nhé. Đây. Sau lưng em đây là cây vú sữa sau vườn các nhá. Đây em cắt thử một vài cành cho các bác xem. Đấy. Cắt này. Cực kỳ là nhẹ luôn các bác nhá. Cắt rất là nhẹ nhàng. Đấy. Những cành to hơn này các bác này. Cắt này. Đấy. Sắc cực kỳ luôn các bác nhá. Cắt thì các bác cắt những cái cành như thế này nhá. Sau khi cắt xong các bác để ý này, nó có rất nhiều nhựa này. Thì các bác nên vệ sinh qua kéo nhá. Mình dùng xà phòng đánh qua hoặc là dùng rẻ lau lau qua cái kéo đi để tránh những cái nhựa bám vào hoặc là những cái han cái dỉ bám vào ấy, nó sẽ dây mòn kéo. Nó sẽ giảm cái độ thời gian sử dụng của kéo xuống rất là nhanh. Nên một điều lưu ý cho các bác là sử dụng kéo xong thì mình nên vệ sinh qua kéo đi các bác nhé. Đấy, đấy là một điểm lưu ý cho các bác. Thì vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu qua về cái mẫu kéo top đến từ thương hiệu Đài Loan cho các bác. Thì cái mẫu kéo này hiện tại em xin báo giá chi tiết trong cái video này. Thì mẫu kéo này hiện tại bên em đang bán với mức giá là 250.000 đồng chưa bao gồm cước phí vận chuyển các bác nhé. Các bác lưu ý là 250.000 chưa bao gồm cước phí vận chuyển. Bác nào muốn mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại em để ở góc trái màn hình, hoặc là để lại một comment ở dưới phần bình luận thì em sẽ có nhân viên tư vấn này chốt đơn báo giá công khai hoặc là các thông tin đến các bác. Đấy. Video của em thì đến đây xin hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau.